giờ một em bé người thua đang tự mình tắm cho quý nhà Bảo Tâm cùng quý khán giả một nghị lực rất là phi thường, một người khuyết tật mà như thế này mà tự một mình phải nói là tự tắm luôn khi mà ba mẹ không có nhà, rất là dòng nghị lực tội nghiệp bé. Dội nước thì bé tự một mình làm những hành động phải rất là giàu nghị lực và một cái khả năng phi thường của bé. Và kính mời quý vị khán giả cùng quý nhà hảo tâm theo máy ghi hình để theo dõi trường hợp của bé Chí Hào. Rồi chú chào con nha. Biết ai đây không? Biết ai đây không? Chú này chú gì? Chú gì? Chú Rồm hả? Còn chú này, chú đang coi nói chuyện con là tên gì? Chú Diệp. Rồi hay quá, nhớ tên từng người luôn. Rồi ba má đâu? Ba má đâu? Kêu ba má ra đi. Kêu đi. Kêu ba má ơi, ra có khách. Rồi, chào anh Tập. Dạ dạ, mời anh Tập ra đây. Thôi con lết ra ngoài đây chút xíu để ba má ngồi đi. Có múc cơm cho nó ăn chưa? Tới giờ ăn chưa? Mấy giờ đó mà? 5 giờ. Chào anh Tập. Đôi khi mà anh bận công việc á thì Chí Hào tự mình tắm luôn hả anh Hào, anh Tập hả? Ở nhà ví dụ đi làm, hai chồng đi làm có ngày ở nhà nó tắm. Dạ. Lóc cái đó rồi nó từ vô. Dạ. Lóc chạy mình. Lóc tự mình là lóc luôn. Lóc xin phép vậy. Để mình đem cái mic vô cho chị nghe. Nó nói lóc vô mệt quá trời mệt. Ờ, tự mình lóc vô rồi. Lóc chốc có thể nghỉ cái lóc nữa. Dạ. Tiếp tục ra ngoài. Rồi Chí Hào tắm mình vậy luôn. Dạ, tôi tắm rồi. Rồi bé tự lóc ra luôn anh. Rồi ướt hết rồi, rồi mình về mình thay đồ bé sao hay sao? Có, đầu đó có em nó. Em nó lóc ra, em nó mặc vô cho Chí Hào. Kê cái đầu lên không chị? Thấy cái gối ra cho Chí Hào ăn cơm. Rồi ngoài ra bé tự mình tắm rồi, bé thay đồ thì không được rồi đó, phải không? Cái tay chân gì vậy thì không có. Có em nó gầu lâu rồi bận vô cho nó cái gầu. Rồi bé ăn tàu hũ, bữa nay ăn cơm tàu hũ. Có ăn cá không bé? Có con chuột luôn rồi nè. Làm riết mà tay có một chục luôn hả? Hả? Dạ. Hả Chí Hào? Dạ. Rất là tội nghiệp đấy. Cay hả? Cay hả Chí Hào, cay không? Không. Quay qua đây. Quay qua. Chí Hào muốn nói gì anh Tàu ha? Nói gì? Nói gì nói đây. Không hả? Mừng tại vì ở nhà cũng còn giỡn cần giỡn vậy. Ít có người tới qua lại lòng nó ghẹo hoài cũng như mấy đó kêu người ta nó kêu cái con tên ngang nó thấy có gì ăn cái đem vô đút cho nó. Lối sớm cũng thương Chí Hào ha. Coi nhiều khi cái bỏ cái gì mà nó kẹp được cái giò thì lúc vô nó tự ăn. Kẹp tự mình kẹp lên ăn được hả? Đút lên cái miệng luôn được không? Cái nào được gọn gọn thì kẹp đúng đó luôn. Giờ đưa bánh kẹp lên ăn được không? Được luôn ha, thử ha. Rồi để chú lấy cái bánh nha, lấy giùm mình cái bánh. Kẹp cái chụp lép á, kẹp luôn, lấy cái bánh của nấm á. Nhưng mà ăn uống cơm này kia là mình phải đút hả? Đứa không đút nổ à? Đây. Dạ cơm thì phải đút nó. Rồi lấy bánh ăn thử được không nha? Đút bánh như cái gì khô để kia gọn thì nó. Rồi đây hết sảy con bà bảy không? Rồi gấp lên giữ dần, rất là giàu nghị lực. Quá tội nghiệp, quá tội luôn, tội nghiệp Chí Hào quá. Thấy mà một cái cậu bé như vậy mà rất là giàu nghị lực nha. Tại Chí Hào thì không có nắm được cái gì hết. Nó kẹp được thôi chứ. Trường đi mà tới chạy đầu luôn rồi. Đây.
trời chị ăn nấu đâu rồi. Tại phải được cái này, cái sàn này bằng bằng xi măng thì đỡ cho chứ nào. Tại ở đây không có được bằng phẳng. Rồi ăn bánh nữa không con? Ăn bánh không hay là ăn cơm? Ăn cơm ha, chút xíu rồi để đây cho ba cầm thì ba giữ đi lắm để cho chị nào ăn sao ha. Rồi rồi bây giờ á ngồi xe lăn được không chí Hào? Không. Ngồi xe lăn được không anh Tập Hồng? Không. Có xe lăn rồi mà nó không có cái máy được. Tính là nếu mà bé ngồi xe lăn được đó, thì mình mua một chiếc xe lăn lại cho bé. Có mà nó cho chứ. Mừng không có xài được. Dạ. Yeah. Nó không ngầu được rồi nói. Thích là tội nghiệp chứ. Xương bé nằm mà nó còn ngẹo quẹo lại là cái bộ xương không được hoàn thành lắm. Xương là bị cứng cả đời. Cứng dẹp hết rồi, đây không có cơ luôn. Đóng xe nằm mà nó nằm còn không được. Cái xe cộng. Dạ, cũng cộng cái người của chí Hào cũng được thẳng. Nó vậy nó quéo quéo vậy không được. Dạ. Sao ngầu sao phải được. Không được thẳng mà nó nằm nó có yên. Có mình nó nhúc 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 nhúc. Dạ. Không có làm yên được. Rồi thì khi làm đụng nhẹ giống nhất cái nó cũng giật mình nữa. Yeah. Thường mà buổi tối chứ Hào mấy giờ ngủ toàn? Nó là bằng đêm ngủ gắn 2 tiếng hồ. Nó thích nhiều không? Nó ngủ được. Ngủ vậy? Còn như nó bức rứt con mình hay sao đâu mà nó quăng qua lăn lại hoài đó. Anh có hỏi tại sao chứ Hào ngủ không được không? Có hỏi đó mà nó nói tại ngủ không được. Rồi những thức thì nó bị lâu dịch co quéo vậy đó. Dạ, như bị cua luôn nè. Mà cái dáng mà khô một cái nữa cũng giật co quá. Trời mà hôm mưa, tiếng mưa mà trời gầm á là mất ôm đó. Là sợ thấy lắm. Ví dụ như anh chị không có nhà trời sao? Không phải gì cờ giá nào chạy biết phải vậy nha. Còn cái đó em nó làm sao làm gì được. Chưa nấu xong dạ, đang còn cơm trong nhà nhiều cho chí Hoạn nhiều nha, đỡ đói nha. Rồi bữa nay chí Hào khỏe không? Khỏe. Dạ khỏe. Hào rất là ngoan, nói chuyện dạ thương không. Bây giờ kéo quần xuống nè, thấy có sao không? Có sao không? Thấy rồi có sao không? Cỡ rồi. Thôi kìa. Có sao không? Cái đinh đau đau quá. Hả? Thấy cái đinh không có sao không? Cái gì mà cũng rành rẽ như vậy đó hả? Thấy cái nào mới có sao chứ Hào? Cái quý hả? Thấy cũng quý hả? Cái quý hả? Ai dạy cái vụ này vậy? Hả? Ai dạy cái vụ này thấy cũng quý vậy? Cũ quý đâu chỉ rồi. Thôi hả? Bé thẳng tay. Chí Hào cầm nước mình được luôn á. Hồi nãy thấy cầm ly nước uống. Như là nước uống bé tự tự nhấc cái ca lên được không chị? Được. Đâu đâu em làm thử coi. Lấy cô bác. Cái ca này nổi không? Cái ca này em nhấc được không? Được không? Được không? Coi chừng đổ nha. Coi chừng đổ nha. Rồi. Rồi. Được. Làm từ từ thôi. Ăn cơm mà uống nước hay chí Hào ha. Đây là một cái nghị lực phải nói là phi thường luôn. Tay của em không làm được gì. Nhưng mà nhờ cái chân gì cũng cố gắng. Đây là một cái sự cố gắng của em thôi. Những lúc mà ba mẹ không có nhà là em tự sinh hoạt hết à? Rồi tự làm như vậy. Thì không có em trai ở nhà nữa. Đổ không? Tự tin mà tự tin có thể làm được. Khó giữ ta. Ừ, từ từ thôi ha chứ Hào ha. Tay nó tại có cái tay nó hấp quá rồi. Quá nỗ lực thương quá đi.
rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Đây là những cái trường hợp mà không có ba mẹ ở nhà thì tự mình sinh hoạt như vậy luôn. Rồi đi tiểu là biết chưa, đi tiểu luôn. Rồi lấy cái chân kéo hay sao anh ta? Lấy cái chân kéo, đi tiểu. Cái lỗ rồi đó. Cái chỗ nào có cái lỗ là đi xuống đi tiểu vậy đó. Cái chỗ này má kỳ quá phải không? Hả? Má kỳ quá ha. Nói chung là bé chỉ là bị hạn chế về khả năng vận động thôi, nhưng mà khả năng nhận thức bé vẫn còn biết gõ rồi. Vẫn biết mất cỡ đàng hoàng chứ. Biết gì? Dạ, bao nhiêu năm chị cảm thấy mỏi mệt không? Mỏi mệt nhiều năm. Dạ. Dạ. Mà người ta nếu cho đó cho nó tạo dễ gì, có tặng nó tặng chứ dễ gì. Cho là cho ở đâu anh? Lúc mà mấy người ở ngoài ngoài hỏi gì. Xin cho hả? Mà người ta về nuôi hay làm gì anh biết không? Không biết đó. Là hỏi thăm vậy đó. Rồi. Năm nay là Chí Hào là bao nhiêu tuổi anh ta? Năm nay nó 20 rồi. 20 rồi. Mấy năm nhỏ nhỏ còn khỏe hơn. Bây giờ là sức khỏe của Chí Hào là xuống nhiều hơn. Yếu rồi ha. Thật ra Chí Hào những cái sinh hoạt hồi xưa là còn được không? Bây giờ ly nước cầm, Chí Hào cầm không giống như hồi xưa nữa. Tự mình uống, hồi xưa uống cầm thôi. Giờ cũng vậy, từ từ nó cũng ráng ngượng, nó uống mình nói đi. Không có ai thì buộc bé phải để đi học rồi. Giờ buộc bé phải làm gì? Chí Hào thấy chú đợi Chí Hào vui không? Vui hả? Quá vui hả? Sao vui vậy? Thấy chú đợi sao vui? Có người lại đây con vui chưa người vui. À, có người lại đây nói chuyện là con vui rồi. Giờ rồi giờ thường ngày có ai lại đây nói chuyện với Hào không? Dạ không. Dạ không, rất là tội nghiệp. Bé hầu như là không có bạn bè luôn. Dạ. Coi điện thoại, mẹ coi điện thoại, coi tivi. Rồi ba mẹ đi làm vậy đó, rồi bỏ ở nhà mình luôn. Rồi con tự tắm luôn hả? Con tự tắm không? Hả? Rồi ai thay đồ cho con? Em thay đồ cho con hả? Em không có tắm giùm con hả? Không, khoan. Em không có tắm giùm con hả? Rồi con tự tắm luôn. Con tự múc nước tắm hả? Con thay đồ tự mình luôn không à? Em thay đồ. Bữa nào có kêu cô nào thay đồ được không? Cô kêu ai? Má thay được không? Má thay được. Con gái ví dụ nhờ cô nào ngoài đường vô thay được không? Không được. Tại sao không được? Cái đó không được. Cái đó không được hả? Đây là một cái sự nhận thức biết mắc cỡ của Chí Hào, một cái chàng thanh niên 20 tuổi vẫn biết được mắc cỡ, vẫn biết được cái sự riêng tư, không phải là cũng biết hết những cái đó, mặc dù bé không có được đi học anh. Bé chỉ biết tivi YouTube vậy thôi mà biết được nhận thức là cái đó là không cho người ta nhìn thấy ha. Họ biết nhận thức hết, cái khả năng vận động là không có thôi. Rồi bây giờ bữa nay biết chú Việt với lại chú Tâm Ròm lại đây làm gì không? Quay phim để làm gì? Đăng lên YouTube. Đăng lên YouTube. Rồi để làm gì nữa? Chờ người ta coi nhiều. Chờ người ta coi nhiều để làm gì? Hả? Cho người ta coi nhiều để làm gì nè? Hả? Để cho tiền hả? Để giúp đỡ quý nhà hảo tâm, giúp đỡ cho Chí Hào ha, cho tiền với Chí Hào, gia đình Chí Hào khó khăn, để giúp Chí Hào có tiền
trang trải cuộc sống cho gia đình nha con. Ha, chú Hào vui không? Chú Hào cảm ơn quý khán giả đã xem kênh video của con. Cảm ơn kính chào đã xem video của con. Rất là tội nghiệp nha quý khán giả. Giờ phải nhiều một cái sự giải trí duy nhất của bé thôi. Tiếng nó con bắt lên nó coi nó thấy nó lề quá mẹ bất cả. Rất là tội nghiệp ha. Bữa hổm cái kênh của chú Tâm Ròm có đăng á với cái chú Quỳnh Thanh Việt á. Chí Hậu coi không? Coi hoài, coi kênh nào? Chỉ kênh của ai? Chú nào? Chú Tâm Ròm có coi kênh của chú Việt không? Có luôn. Có luôn, trời vui quá, mừng quá, ủng hộ kênh của mấy chú ha. Dạ. Dạ, rồi, rất là lễ phép luôn. Rồi, mai mốt Chí Hào có muốn đi học không? Muốn lắm hả? Dạ. Nhưng mà biết viết chữ được không? Chân này viết chữ được không? Không được hả? Nếu mà bây giờ... Hên xui. Bây giờ nè, có ai lại dạy Chí Hào làm công chuyện, làm được cái việc gì để bán á, Chí Hào làm không? Làm được luôn không? Dạy giờ thấy chú coi trên kênh á, có nhiều anh chị đó là người ta làm được cái con này con kia á, cái người ta bán á, người ta kiếm tiền. Chí Hào làm không? Có một giờ một à hả? À. 1 giờ 1 làm luôn bây giờ mình làm không? Khó lắm hả? Dường như có thầy lợi dạy. Thầy lợi dạy Chí Hào học không? À, tí giờ có thầy lợi dạy Chí Hào học không? Học luôn ha. Thường ngồi đây nói chuyện với Chí Hào dễ hay ngồi bên kia nói chuyện dễ hơn? Bên Chí Hào, ông ba con. Bên ông ba con nè. Bên ông ba con, để chú chơi lên vô đây. Chứ ở đó mà ngước mỏi cổ quá. Để con ngước mỏi cổ lắm nha. Rồi được chưa? Rồi. Chí Hào nè, bữa nay chú lại đây nè, cho con 1 triệu nha. Chịu không? Dạ. Chịu ha. Rồi, cho bánh con ăn nữa ha. Con cái bánh đâu rồi, bánh dở dang đâu rồi. Rồi, ăn bánh trước đi rồi, chú lấy tiền cho Chí Hào nha. Rồi. Mày lớn vậy được không? Đây. Để đâu? Để đây nha, rồi. Rồi. Giờ bữa nay nè. Nè Chí Hào ơi. Rồi, Chí Hào mắc cỡ ăn được nè. Chí Hào ơi nè. Chú Việt đang ngồi bên đây nè. Bữa nay chú cho con 1 triệu từ chú Thanh Quân ở Bạc Liêu gửi cho con 1 triệu. Rồi con lấy tiền đi. Đây. Đây, con cảm ơn chú Thanh Quân. Cảm ơn chú Quân. Quân Quân đã cho con 1 triệu. 1 triệu này. Thôi để chú đẩy nước lại cho con uống cái nha. Vô đây chú đút con uống nước luôn đi. Rồi, đây. Nước tập tội nghiệp. Có nước không? Con uống được chưa? Không có miếng nước nữa à. Uống nước. Không có miếng nước. Ba chơi kỳ quá. Không có miếng nước bắt con đã uống nước. Uống con luôn. Tội nghiệp quá. Ừ. Mặc dù bé khuyết tật nhưng mà bé rất yêu đời, lúc nào cũng cười hết, rất là vô tư. Rồi đúng bên này hay bên kia dễ? Đúng bên nào? Bên này dễ. Hút được. Rồi bây giờ nói nghe nè, nói chuyện nhỏ nè, chú cháu mình nói đi vô đi tiểu cho chú coi coi. Chú cháu đi tiểu coi. Không à, chỉ chỗ cái lỗ nào đi tiểu đó, má nói đi tiểu đó. Ghê lắm. Kỳ lắm, kỳ lắm, kỳ lắm. Kỳ lắm hả? Quay lên cho người ta thấy tài năng của mình chứ. Chịu không? Hả? Không hả? Thôi bây giờ nè, nói nghe nè. Vậy thôi cho cô nào dẫn vô đi tiểu. Không được. Hả? Không được. Không được hả? Chính cô gái đẹp. Hả? Được không? Thôi đưa tiền cho má hay cho ba? Nè, đưa tiền cho má hay cho ba chứ? Đâu, lớn lên. Quay lại đưa cho ai? Đâu? Đưa cho má hay đưa cho ba giữ? Đưa cho ai? Rồi nói má giữ giùm con. Nói đi.